Vâng, mến chào các bác đã quay trở lại với kênh youtube của cửa hàng Hoàng Anh Âm Thanh à, Ngày hôm nay thì em tiếp tục lên cho các bác lô vang số X12 hàng bãi xịn ở à, Đây là một trong những dòng sản phẩm vang số rất là hot tại cửa hàng Hoàng Anh Âm Thanh trong suốt những thời gian vừa qua Thực tế thì lô vang này em về với số lượng cũng rất là ít, chỉ có hơn chục con à, Tuy nhiên thì cũng đang có cái hiện tượng sẽ cháy hàng và Mặc dù là em chưa có bất cứ một cái video hoặc là một cái buổi phát live stream nào giới thiệu cho mọi người về lô vang số này À, tuy nhiên thì có rất là nhiều những anh em trước đó anh em có xem được những cái clip những buổi phát live stream hoài ngâm thanh về những cái dòng sản phẩm vang số X12 cũng như là những cái cách nhận biết phân biệt ở dòng X12 bãi và X12 nhái nên là anh em rất là tin tưởng và cho đến bây giờ thì đây là những cái đơn hàng những cái đơn hàng mà sẽ đóng để gửi đi cho anh em đó thì nhân cái lúc quấn hàng cái này thì em cũng tranh thủ làm một cái video để giới thiệu cho các bác về cái cái lô vàng này à, thực sự vẫn là một trong những cái lô vàng rất là đẹp cửa hàng Hoàng thành có có lựa chọn về các bạn nhá nói về x 12 thì chắc chắn là sẽ sẽ không cần quảng cáo nhiều thực sự là không cần quảng cáo nhiều bởi vì là có rất là nhiều những cái review đánh giá rồi hàng trăm hàng ngàn cái 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 clip mà để để giới thiệu về cái dòng vàng này rồi các bạn nhá cứ hàng bãi xịn là hay các bạn nhá cứ hàng bãi xịn là hay thì ở đây thì sẽ có một số cái vấn đề thì em cũng sẽ chia sẻ lại với mọi người một chút về những cái cái phân biệt các bác nhá về những cái phân biệt trên vang x 12 hai xịn và nhái ấy, thì em cũng có làm clip rồi thì anh em có thể là tham khảo thêm hoặc anh em có thể là tham khảo về những cái hướng dẫn những cái cách xử lý một số cái lỗi thường gặp trên vang x 12 thì em cũng đã làm clip rồi thì mọi người có thể vào kênh để mọi người xem lại còn đối với x 12 mọi người lưu ý nhé thì ở cái phần tụ của nó nó sẽ chia ra cả tụ vàng và tụ nâu cái này và cái tụ này là tụ nguyên bản các bạn nhá cái tụ nâu này là tụ nguyên bản nhé bởi vì là có rất là nhiều bác sau khi nhận được vang ở ở những cái cái lô trước ấy, anh em nhận được vang ấy thì anh em mở ra anh em thấy một một con nâu và hai con vàng này, anh em nghĩ rằng là là đã bị thay. Thế là thậm chí anh em bỏ cọc luôn. Họ à, anh em bỏ cọc luôn anh em hoàn về. anh em không tin tưởng rằng là lẽ ra là nó phải vàng cả chứ không thể là nâu được. Nhưng mà 100% có phần 100% vang bãi cái đời này nhá là nó đều có cả tụ nâu và tụ vàng như này. Đó, bên phía này cũng vậy nhá. Hai con tụ nâu và hai con tụ vàng. Đó, bên này cũng vậy. Đó, có nhiều anh em thực sự là có có đấy ạ có nhiều bác là có bảo là lẽ ra nó phải là ba con thụ vàng à, tại sao nó có con nâu đây có phải là thay không Rồi, vân vân là vân vân à, trong khi cái quan điểm bán hàng của em từ trước đến giờ thì mọi người nếu anh em theo dõi kênh thì mọi người biết hàng có sao là em nói vậy nhá dù chỉ là một vết xước nhỏ hoặc là nó bị sửa chữa cái gì ra làm sao thì em cũng đều báo rõ và có những cái mức giá thanh lý hợp lý cho từng à, cho từng cái loại mặt hàng sản phẩm các bác nhá nên là anh em yên tâm còn về bên mạch máy móc thì cửa hàng em vẫn cứ bao zin tuyệt đối cho các bác từ những cái quạt cái lô trước thì em cũng hơi chủ quan có có nhiều cái thì nó bị bị hư quạt đâm ra là cứ phải gửi quạt bù thì cái lô này thì chắc chắn là sẽ có những cái kinh nghiệm giúp kinh nghiệm mà sâu sắc hơn thì sẽ kiểm tra các bác sẽ kiểm tra kỹ hơn ở về tất cả mọi cái ngoài cái hoạt động rồi là tiếng mic phần mềm rồi, sẽ kiểm tra cái quạt này bởi vì có nhiều nhiều những cái trường hợp là cái quạt này nó bị 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 bị, bị hư cái mình cũng không để ý cho nên là khi mà gửi cho các bác anh em chơi được một thời gian một lúc rồi, bắt đầu nó nóng anh em sợ quá anh em tắt nó đi à, thì em lại phải cuối cùng là rất là mất thời gian để mà các bác lại phải chờ em gửi cái quạt vào à, cho nên cái này em phải rút kinh nghiệm nhá à, sẽ kiểm tra toàn bộ đó còn tất cả này em cứ bao xin nguyên trạng cho các bác nhé hàng thì rất là đẹp về x 12 thì nó là một trong những cái dòng vàng đời cao nhất các bác đời cao nhất trong các họ nhà x đó và con này thì nó sẽ sử dụng một cái nguồn xuyến và một cái nguồn vuông đó, một nguồn tăng phô giống như X5, X6, X10 các bác nhé Nó là dòng hai nguồn à, Tuy nhiên thì ngoài ra nó sẽ ốp một cái cái tấm Cái tấm tôn để nó đậy lại cái phần nguồn này này Đó nhé. nó đậy lại cái phần nguồn Đó. Điện thì 220V Thì em cũng xin chia sẻ luôn là Vang số nói chung Đó nhé. Và những cái thiết bị, sản phẩm phục vụ Cái cái dòng karaoke Gọi là KTV Thì gần như là 100% là nó là sản xuất tại Trung Quốc nhé. Được sản xuất tại Trung Quốc Và được sử dụng cho thị trường nội địa Trung Quốc Cho nên là anh em cũng đừng có 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 mơ tưởng và anh em đừng có sai lầm về cái vấn đề là con này là là của Mỹ hay là cái gì đó ok con chip A giống Revive 21489 của Mỹ đúng vậy nhá 2489 con analog cái thương hiệu này nó là của Mỹ nhưng mà tổng thể là con vang này nó được sản xuất tại Trung Quốc và và phải lưu ý rằng là cái nhà máy chip lớn nhất thế giới nó nằm ở Đài Loan của Trung Quốc và anh em cũng đừng có 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 quá nặng nề về cái vấn đề xuất xứ còn em khẳng định luôn từ mic từ đẩy từ loa cho đến vang là sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá. Đó. Rất đẹp, một con vàng cực kỳ đẹp luôn và tất nhiên là đối với dòng vàng bãi hàng xịn ấy, thì cái lớp cái cái nước sơn của nó các nhá thì nó đều được được uh, bắn một cái lớp gọi là mica metallic, có nghĩa là trong cái phần hạt nhũ của nó sẽ có cái ánh mica như thế này, kể cả bên trong lòng của con vàng các bác nhá. Nắp vàng cũng vậy. rất là thật chứ nó không phải là nó một cái màu vàng nghệ hoặc là một cái màu vàng lợt giống như những cái dòng vàng hàng copy nó khác các nhá. Cái này thì trong cái cái phần clip hướng dẫn thì anh em chắc chắn anh em đã đã xem và anh em sẽ hiểu được. Đó con này tất nhiên là uh, X12 nó sẽ có cổng quang và nó sẽ có cả cổng mic sau, hai mic AB riêng biệt, hai eco. Vậy về phần effect của dòng dòng X12 thì phải nói rằng là cái khả năng xử lý eco đỉnh cao. Vậy về reverb thì chắc chắn luôn là dòng vắc X kể cả X12 thì nó sẽ không được như là những cái dòng như là 1080M về reverb. Nhưng cái độ khỏe eco cũng như là cái 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 độ dẻo của eco thì rất là khó, khó nhé. kể cả những cái dòng vang mười mấy triệu luôn đấy không thể qua được dòng x kể cả là, nhất nhất là x 12 các bạn nhé cái tiếng eco cực khỏe và cực kỳ dẻo đó còn về 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 cái logo một cái vấn đề này cũng rất rất là nhiều anh em quan tâm đó là nhiều bác thì yêu cầu là phải có cái tên ở đây nhưng mà xin lỗi các bác dù có hay dù không nhé thì nó cũng là một ruột các bạn nhé, nó cùng một ruột đó. nên anh em có hỏi là vang phải có chữ này chữ nọ chữ kia thì cái đó thì, thì rất là khó cho anh em bán hàng đó. Anh em chỉ cần quan tâm rằng là Ok nó là hàng xịn Nó là một con hàng xịn Hàng chuẩn Hàng bãi Chứ anh em đừng có lăn tăn Vì cái tên này thì em hoàn toàn Em hoàn toàn em có thể kẻ Em có thể viết bất cứ một cái tên gì Theo cái nhu cầu Cái thị hiếu của anh em Nếu thị trường Nếu thị trường thích một cái tên Ví dụ như cái tên gì trong đó Em sẵn sàng em tháo cái mặt này ra Em in lụa Giá không đáng bao nhiêu Để mà in cái tên này lên cả Nhưng mà em không làm điều đó Bởi vì cái điều đó nó không cần thiết với em với em đó là cái cái hiệu quả các bạn, hiệu quả và tất nhiên hàng hoa âm thanh bán ra thì sẽ một đối một trong vòng một tháng và bảo hành 3 tháng để anh em tìm sử dụng thì đối với x 12 thì cái lô trước em bán cách đây cũng được mấy tháng rồi nhưng mà chưa một con nào các bác chưa một con nào bị bất cứ một cái lỗi gì các bác nhá thì uh, sắp tới sẽ có những cái clip chia sẻ về những cái cái lưu ý khi anh em dùng vào x 12 thì em cũng sẽ có những cái clip tiếp theo thì rất là mong anh em quan tâm ủng hộ cũng như là mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo mỗi khi em phát trực tiếp hoặc là em có đăng video lên thì giá cho một chiếc vang số X12 hàng bãi hiện tại em đang bán ra cũng chỉ là 3 triệu 800 ngàn đồng và giá trên đã bao gồm phí ship cũng như là tặng một cho các bác một cái remote để anh em tiện lợi khi chúng ta sử dụng thì bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp với Hoàng Anh Âm Thanh số điện thoại 0908 913171 một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo